Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm ha. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày ôn tập và cho các bạn cái slide cũng như là trắc nghiệm của môn học tính chất vật lý của vật liệu thực phẩm nha. Thì các bạn thấy video này hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký và like video này để tôi có thêm động lực để làm nhiều môn học khác ha. Rồi đầu tiên là tôi sẽ nói sơ qua về kênh YouTube của tôi là kênh Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm. Thì các bạn học nè, các bạn nào thuộc khoa thực công nghệ thực phẩm á, thì nên xem kênh của tôi nha. Thì tôi sẽ làm về các môn học ngành công nghệ thực phẩm nè, đảm bảo chất lượng, thủy sản, quản trị kinh doanh thực phẩm. Ngoài ra còn có các môn đại cương rất là nhiều ha. Thì hôm nay là cái môn tính chất vật lý của vật liệu thực phẩm đúng không? Thì các bạn sẽ không vào phần danh sách phát này. Thì tôi đã làm cái danh sách phát cũ của cho khóa 12 xem rồi. Là cái môn tính chất vật lý của vật liệu thực phẩm á, thì các bạn sẽ kéo xuống bên dưới này giùm tôi nha. Kéo xuống rất là lâu, hơn một chút. Tôi nhớ nó màu cam cam đây. Tính chất vật lý của vật liệu thực phẩm thì tôi đã có sẵn 17 video rồi cho các bạn ôn thi ha. Nhưng mà hôm nay á, nè, từng chương á, thì tôi đã làm sơ qua. Tôi đã làm qua từng chương. Đó sẽ là chương 1, ví dụ như là bài giảng ha. Chương 2, tính chất lưu biến. Chương 3, tính chất nhiệt. Chương 4 là quang học. Chương 5, nước và tính chất hấp thụ. Chương 6, chất hoạt động bề mặt ha. Giải bài tập một số chương như là bài tập chương 1, bài tập chương 2. Ôn tập tính chất vật lý thực phẩm. Ôn thi trắc nghiệm 540 câu của tính chất vật lý vật liệu thực phẩm. Thì hôm nay tôi muốn làm lại một cái video này để ôn thi kỹ hơn cho các bạn nữa ha. Làm thêm một cái video giống như là ôn tập tổng hợp. Cái video trắc nghiệm này để xem được bao nhiêu view rồi. Prep đã nâng tầm cái việc tự luyện speaking một cách chủ động lên một cái cấp độ cao hơn. Và trong cái khoa học speaking chuyên sâu gồm các hôm nay mình sẽ ôn thi trắc nghiệm môn tính chất vật lý của vật liệu thực phẩm. Đây là Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm. Thì sau đây mời các bạn. Xin chào các bạn. Đây là chất lỏng phi Newton, một chất được tạo nên từ bột ngô và nước. Trong việc truyền nhiệt và truyền khối mà ra. Trong chương 3 của môn tính chất vật lý này. Cái này là ba trắc nghiệm á. Rồi thì tôi sẽ đi vào nội dung chính của ngày hôm nay, đó chính là ôn tập và slide tính chất vật lý của vật liệu thực phẩm nha các bạn ha. Tính chất vật lý của vật liệu thực phẩm thì chúng tôi có một số slide của các giáo viên như sau. Slide này là slide của thầy Phan Thế Duy nha các bạn. File của thầy Phan Thế Duy. Bạn nào học thầy Phan Thế Duy thì lấy cái file này mà xem. Tính chất vật lý chương 1 thuộc tính và tính chất vật lý. Phân tích cấu trúc thực phẩm, các tính chất lưu biến, tính chất quang học. Nước và tính chất hấp phụ gì đó là của thầy Phan Thế Duy. Dưới đây là slide của cô Hiền. Bạn nào học cô Thu Hiền á, bạn nào học cô Thu Hiền thì xem cái slide này nha. Chương 1 các thông số hình học thuộc tính. Chương 1 các bạn sẽ tìm hiểu về các thuộc tính thể tích và tan chảy của vật liệu như là kích thước, hình dạng, phân bố, thể tích, khối lượng riêng, độ xốp, xác định độ xốp, những thuộc tính liên quan độ xốp nè. Thì mấy cái slide này tôi đã trình bày trong video cũ rồi, thì các bạn sẽ vui lòng xem lại nha. Bạn nào cần file của giáo viên nào thì cứ bình luận bên dưới video này để tôi để cái link đó cho nha các bạn ha. Rồi thì tôi sẽ ôn sơ qua về cái phần nữa là phần gì. Ôn thi đây là cái file gì đây. Cái file này của thầy Lưu Cường, cái của thầy Hùng chứ, của thầy Trần Văn Hùng. Mà hình như thầy này nghỉ hưu hay sao rồi cho nên tôi không thấy thầy nữa ha. Của thầy Trần Văn Hùng.
Ngoài ra tôi có một cái file ôn thi dạng tự luận, lý thuyết và bài tập. Nó có các câu hỏi như sau đây ha. Thì các câu hỏi và sau đó các câu giải thích rất là nhiều của sáu chương. Sau đó là đi đến phần bài tập chương 1, chương 2, chương 3, chương 4. Ví dụ như đây là cái phần ôn tập nè. Lý thuyết chương 1: kích thước hạt của thực phẩm dạng hạt có thể được xác định bằng cách nào? Có thể được những hạt có hình dạng cơ học cơ bản á, thì sẽ có công thức rồi. Ví dụ như cái hạt nó hình cầu, hạt nó hình tròn ha, thì hạt nó hình vuông, hình hộp chữ nhật gì đó có thể xác định được. Đối với các vật thể lớn hơn 1 mm thì có thể đo bằng thước kẹp. Cái thước kẹp, tôi nghĩ các bạn biết cái thước kẹp mà đúng không? Cái thước nó có cái mỏ để đo, có thể điều chỉnh được á. Thực phẩm dạng hạt, kích thước được xác định qua lỗ sàn. À, lỗ sàn thì bạn nào học kỹ thuật thực phẩm 1 rồi thì sẽ biết được cái lỗ sàn. Đối với các hạt rất mịn như dạng bột, kích thước dạng bột được xác định qua phương pháp phân tích mật độ phân bố kích thước hạt. Câu 2: độ tròn có ảnh hưởng gì đến hình dạng vật thể? Độ tròn sẽ thể hiện cái độ cong của vật thể ha. Câu 3: để tạo độ xốp cho một loại bánh, ta có thể dùng muối nào sau đây để làm bột nở? Đó là muối NH4HCO3. Muối NH4HCO3. Nên khi mà nó làm bột nở á, thì nó, cái khí này nó sẽ sinh ra khí NH3 và cả khí CO2 luôn. Cho nên là bánh của mình nở rất là nhiều. Đường kính trung bình khối lượng sẽ tính bằng công thức này. Rồi, thế thì rồi có một số câu giống như là cái tự luận nha các bạn ha. Khái niệm tỷ trọng, giãn nở nhiệt, khái niệm thể tích, các phương pháp xác định thể tích là gì? Thì cái file này giống như là một cái file để các bạn ôn lại kiến thức tổng hợp thôi. Tại sao phải nghiên cứu cái này, độ cầu là gì ha, vân vân. Có rất nhiều câu hỏi lý thuyết chương 2. Nếu có thời gian rảnh thì tôi sẽ đi kỹ từng chương. Còn không thì tôi sẽ để file này bên dưới phần bình luận ha. Thì các bạn sẽ xuống dưới phần bình luận và tìm cái file này ha. Nếu mà tôi chưa để file thì các bạn vui lòng đăng ký kênh một cái. Đăng ký kênh và các bạn sẽ bình luận xin file giùm tôi nha. Tại vì nhiều khi tôi làm nhiều môn quá thì tôi sẽ bị quên. Rồi có một câu hỏi là tại sao khi uống nước trà dễ nuốt hơn sinh tố trái cây? Bởi vì sao ha? Tại vì độ nhớt của sinh tố trái cây lớn hơn của nước trà, nên ứng xung trượt của sinh tố trái cây sẽ lớn hơn. Hay trở lực ma sát nội tại sinh ra giữa các phân tử khi chúng chuyển động trượt lên nhau sẽ tăng, do đó sinh tố trái cây sẽ khó nuốt hơn là nước trà. Ứng suất là gì? Phân loại ứng suất. Tại sao khi cắm ống hút vào cốc sinh tố miễn cầu, lúc đầu hút cần nhiều lực, sau đó lực hút giảm dần mà vẫn có được lưu lượng như là ban đầu? Bởi vì sao? Là khi tốc độ trượt tăng, độ dốc đường cong giảm, sinh tố giảm dần, ứng suất trượt và độ nhớt biểu kiến sẽ tăng theo thời gian. Cấu trúc của chất lỏng sẽ chuyển từ dạng sệt sang dạng lỏng dần, do đó khi hút một lực sẽ dùng ít hơn ha. Các cái câu giải thích các hiện tượng thôi chứ không có gì hết các bạn. Đồ thị mô tả cấu trúc thực phẩm đo bằng thiết bị TBA ha. Sẽ gồm có cái gì? Độ dễ gãy, độ cứng, độ liên kết, độ đàn hồi, độ dẻo, độ dai, vân vân. Tiếp theo là cái hệ số khuếch tán nhiệt. Có các đặc điểm tính chất lưu biến là gì ha? Tôi kéo file hơi lẹ thì các bạn sẽ chỉnh tốc độ chậm lại và các bạn xem giùm tôi. Lý thuyết chương 3, chương 3 thì các bạn sẽ được học về vấn đề gì? Vấn đề nhiệt, vấn đề lò vi sóng, cái quá trình truyền nhiệt. Quá trình truyền nhiệt, lý thuyết chương 4, độ thấm, tính công thức tính độ sai lệch màu. Các công thức này thì các bạn phải thuộc để khi thi để đi tính ha. Trình bày một cách ngắn gọn hai hệ màu Mohsen và CIE. Hai hệ màu Mohsen và CIE nó như thế nào ha? Các hệ màu, phương pháp đo màu, ứng dụng của ánh sáng trong chế biến thực phẩm,
ứng dụng của màu sắc trong chế biến thực phẩm, ứng dụng của quang học trong chế biến thực phẩm là làm gì? Là đo nồng độ chất khô trong siro cà chua nghiền, đo nồng độ chất khô hòa tan trong dịch hoa quả. Là các bạn sẽ đo bằng cái khúc xạ kế hay là cái độ rít kế á, đo hàm lượng nước trong mật ong thì các bạn sẽ sử dụng là đo hàm lượng dầu động vật và dầu thực vật, đo hàm lượng tinh dầu ha, ứng dụng của màu sắc trong chế biến thực phẩm. Rồi lý thuyết chương 5, hoạt độ nước là gì, phương pháp đo hoạt độ nước ha, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt độ nước, định luật Raoult. Lý thuyết chương 6 là bạn nào học hóa lý hóa keo sẽ học. Lý thuyết chương 6, sức căng bề mặt là gì, các yếu tố ảnh hưởng đến sức căng bề mặt, giải thích nguyên nhân tạo nên sức căng bề mặt lỏng khí, chỉ số HLB là gì, và ứng định nghĩa và ứng dụng. Cái môn này là sau này thì các bạn học phụ gia, môn chỉ số HLB sau này các bạn học phụ gia các bạn sẽ được tìm hiểu kỹ hơn ha. Phụ gia thực phẩm, các chất hoạt động bề mặt á, là chất nhũ hóa gì đó. Chỉ số HLB có nghĩa là tỷ lệ phần trăm trọng lượng của các nhóm ưa nước với phần trăm trọng lượng của nhóm kỵ nước trong phần phân tử của chất tạo nhũ. Phân biệt các hệ trong thực phẩm như là hệ gel, hệ son, hệ nhũ tương, hệ bọt ha. Bọt có nghĩa là các bạn thông cảm nha, tại vì tôi nói một hơi là đàm nó sẽ lên ngay trong cái lỗ mũi cho nên tôi nói nó hơi khó khăn một chút. Giờ này là bài tập chương 1 ha, bài tập chương 1. Tính hình cầu của quả đào có đường kính chính trung bình nhỏ là như thế này. Này tính đường kính ha, thể tích của một vật biết hình trụ có đường kính là 1, cao 1,7. Ở 1.2, xác định độ xốp của một củ hành ngọt như sau. Thì các bạn sẽ đo khối lượng riêng từng phần của nó thì các bạn sẽ xác định được độ xốp thôi. Độ xốp biểu kiến, độ xốp tổng thì các bạn xem lại các video cũ tôi đã hướng dẫn về cái cách tính bài tập ha. 1.4, khối lượng riêng thực của rau bina ở 20 độ C có thành phần trong bảng như sau, cho tính khối lượng riêng trong cái bảng này nè. Thành phần kết hợp có bảng mật độ thì thế do công thức thì tính thôi ha, chứ không có gì khó hết. Các bạn lấy 0,957 là XIW chia cho 995,74 là khối lượng riêng thì lấy một phần lại là xong. Ví dụ một nghiên cứu trên 130g ngô cho thấy các thành phần khối lượng chúng như sau, phần còn lại là nước, xác định khối lượng riêng của chất rắn ngô 20 độ C ha. Thì cũng như vậy thôi chứ không có gì. Trong 20 lít sản phẩm dứa cô đặc có các thành phần dễ tích như sau, hãy xác định tỷ trọng của dứa cô đặc ở 4 độ C. Bài tập liên quan đến bột mì, mẫu táo sấy, tính thể tích và độ xốp của miếng táo sấy. Trái seri có độ ẩm là 80%, khối lượng riêng biểu kiến. Khối lượng riêng biểu kiến là pro apparent. Và khối lượng riêng toàn khối là như giá trị như thế này ha, khối lượng riêng biểu kiến nè. Còn này là khối lượng riêng toàn khối, vân. Rồi, tính độ xốp táo sấy có thể tích bình chứa gì nè. Độ xốp của táo khô được đo bằng máy đo trên lệ không khí. Cherry có độ ẩm 77,5% mật độ rồi. Rồi. Tiếp theo là qua chương 2. Chương 2 là các bài toán liên quan đến tỷ lệ trượt và ứng suất trượt. Hai tấm song song cách nhau 0,1m, tấm dưới cùng đứng yên gì nè, vân vân. Thì bạn nào cần cái file này thì cứ bình luận bên dưới ha, để tôi để vô cho các bạn. Sợi bột bán thương phẩm, ứng suất trượt và tỷ lệ trượt. Bài tập chương 3, các vấn đề liên quan đến nhiệt, mô hình Kaplan,
truyền nhiệt, nói tiếp hay là song song, vân vân, rất là nhiều bài tập. Ước lượng nhiệt trung duyên của khoai tây chứa 85% nước. Dữ liệu là như thế này, sử dụng công thức này thì các bạn sẽ tính được khối lượng nhiệt dung riêng của khoai tây đó. Tiếp theo là nhiệt dung riêng của hạt lúa hoang như thế này. Thế này các bạn có pha, các bạn tự nghiền ngẫm thì nó sẽ dễ hơn ha. Qua chương 4 thì nó sẽ có bài tập là tính độ mèo của cái lát khoai tây. Chương 4 mà tính độ mèo của lát khoai tây theo cái hệ mèo lab ha, LAB sao. Sau đó các giá trị của các lát khoai tây. Ước tính độ thẩm thấu của thịt gà. Thịt gà có hằng số điện môi là như thế này ha. Rồi. Ngoài ra còn có một cái file nữa, đó là file vật lý thực phẩm trắc nghiệm 540 câu. Cái file vật lý thực phẩm này 580 câu này nó sẽ là cái đề thi của các bạn ha. Các bạn nào thi trắc nghiệm thì sẽ là thi cái đề này. Ứng dụng các tính chất vật lý như thế này, tỷ trọng. Trong 200ml sản phẩm nước dứa cô đặc thì bên cái phần bài tập thì tôi đã giải rồi nha. Câu 10, câu nào sau đây là sai? Kích thước tối đa là kích thước ngắn nhất của diện tích lớn nhất gì đó. Có mấy phương pháp đo độ xốp. Nghiên cứu trên ngô gì nè. Thì tôi sẽ để cái file này bên dưới phần bình luận ha. Tôi sẽ để cái file này bên dưới phần bình luận nếu mà... Tôi sẽ để cái file này bên dưới phần bình luận. Nếu bạn nào cần thì có thể bấm vô và xem. Có một số bài tập mà nếu mà các bạn không biết cách giải thì có thể liên hệ hỏi tôi. Rồi, được rồi nha. Rồi, thế thì đây là video ôn tập slide cộng. Mình làm thêm bài tập. Của tính chất vật lý và vật liệu thực phẩm. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký và like để có tôi có thêm động lực để làm nhiều hơn về cái môn học này và nhiều môn học khác ha. Rồi, ôn tập slide bài tập tính chất vật lý của vật liệu thực phẩm trên kênh YouTube Đạt Tôi Công Nghệ Thực Phẩm ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh.